Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Thiết Bị của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái kinh nghiệm để mà nuôi con cá bể màu trong cái mùa lạnh này. Và mình sẽ đi dọn hồ cá, vệ sinh hồ cá, mình quay cho anh em xem luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược trên cái dàn hồ kính này cho anh em xem để mình đổi camera lại nha. Đây là cái dàn hồ cá bể màu mới của mình nha anh em. Anh em nhìn thấy nó có xịn sọ không? Dàn này là dàn đôi, thì một dàn một mặt bên này á sẽ là 48 hồ. Thì cái dàn này mình thả sắp phun hồ rồi nha. Dàn bên kia thì mình bỏ 2-3 hồ rồi, mình bỏ cái dòng rồng bên đó. Giờ mình sẽ lại mình quay cho anh em xem chi tiết những cái hồ nuôi cá bể màu của mình nha. Đó, anh em thấy bầy cá này nó lớn dữ không? Hai bầy Lutobat này hôm bữa mình chuyển từ thùng xốp mình chuyển lên đây á, thì đâu đó hơn khoảng một tuần thôi, nhưng mà lên hồ kính thì mình nuôi với cái chế độ của mình form nó, mình thúc size nó, thì nay nó đã to gấp đôi cái size mà hôm bữa mình quay cho anh em xem rồi nha. Nay anh em nhìn cá nào, cái này nó rất là ú, rất là to, thậm chí màu nó còn lên sớm hơn nữa nè. Thì đối với trong cái mùa lạnh đó anh em, đối với trong cái mùa lạnh thì cái chế độ mà mình cho cá nó ăn vẫn như bình thường, tại vì mình ở nhà mình nuôi cá mình có thời gian đó anh em, mình cho nó ăn nhiều xong rồi mình đi hút cặn lại. Thì cái dàn này mỗi ngày mình đều hút cặn nha anh em, mỗi ngày mình đều hút cặn nên anh em thấy cặn rất là ít, mặc dù cá ăn rất nhiều, người cá rất là to luôn anh em. Đó, đây là cái dòng Lutobat Beetle nè, cá này thì nó khoảng cỡ tháng rưỡi anh em ơi, màu nó chưa lên hết anh em thấy không, mà anh em hãy nhìn cái body của nó, body của nó rất là to, rất là khủng, tại vì nó được ăn rất là nhiều, được vô cái chế độ mà chăm sóc anh em, dạng như là đặc biệt trên cái dàn này là mình sẽ chăm sóc đặc biệt cho những chú cá trên cái dàn này. Đó. Một ngày thì mình sẽ cho nó ăn từ 4 đến 6 lần nha anh em. Đó, đây là theo cái chế độ của mình. Nếu mà anh em nào mà có thời gian thì có thể là làm như mình. Còn trong cái mùa lạnh này, trong cái mùa lạnh này mà anh em bận nè, anh em không có thời gian chăm sóc, thì anh em nên cho nó ăn ít lại và hạn chế cho ăn cám. Ăn cám thì không có được cho ăn dư nha anh em. Nếu mà anh em cho cá nó ăn cám dư trong mùa lạnh này thì rất là dễ bị nấm, tại vì cái thời tiết nó giảm xuống á, thì những cái con vi khuẩn nấm sẽ tạo những cái môi trường thuận lợi cho những con vi khuẩn nấm nó phát triển và nó sẽ tấn công lên con cá bể màu của chúng ta nha. Đây là hồ cá con, thì hôm bữa mình vô nước hơi bị lố tay nè, nó hơi cao, để mình hút cạn thì nó sẽ cạn xuống lại nha. Đây là cái hồ mái rồng đỏ của mình đây nè. Nó rất là sông luôn nha. Những cái hồ ở trên đây thì mình sẽ cho oxy nó chạy mạnh hơn, tại vì cá mình phôm mình thúc sai nè, nó ăn nó ị liên tục luôn, nước nó rất là đục, nên bởi vậy mình mới đầu tư cái lọc QS 200A nè anh em. Bình thường thì hồ kính 433 thì mình có thể là sử dụng lọc 100A được rồi, QS 100A được rồi, nhưng mà mình xác định là cái dàn này sẽ là cái dàn để mà phôm cá nó ăn nhiều, nó ị nhiều, nước nó đục kinh khủng luôn, nên là mình sẽ chọn cái lọc 200A, thì cái bông nó sẽ to hơn, nó rộng hơn, nó cao hơn đó, thì nó sẽ giúp mình lọc tốt hơn nha. Đó, còn về cái phần ăn uống thì mình đã nói xong rồi ha. Giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái mùa lạnh này á, thì ban đêm nhiệt độ nó xuống sẽ rất là thấp. Anh em nào nuôi ngoài trời á thì hãy kiếm những cái nắp thùng xốp á, chúng ta che lên những cái hồ của chúng ta nuôi á, để tránh sương nó xuống nó lạnh và gió nó lùa nha anh em. Cá bể màu ngày xưa thì nó rất là khỏe, nhưng cá bể màu thùng chủng như bây giờ nó đẹp nhưng mà nó sẽ yếu hơn nhiều nha. Nó là chúng ta phải nuôi kỹ thì cá nó mới khỏe được. Đó, còn như mình thì mình nuôi ở trại đây. 3 ngày thì mình mở những cái khung này ra để mà mình lấy sáng nè anh em, lấy sáng. Đó. Còn chiều tối mình sẽ thả những cái lưới đó xuống, lưới đó lưới lan mà mình làm hai lớp lắm, nên là thả xuống thì gió nó lùa ra, nó lùa vô sẽ rất là ít nha, không có lạnh nhiều. Nếu mà không có những cái lưới đó, gió trực tiếp từ chỗ này là nó sẽ lùa vô trong mấy hồ kính này, sẽ làm giảm nhiệt độ của mấy cái hồ kính này xuống rất là nhanh, thì cá nó rất là dễ bị sốc nhiệt nha. Rồi vệ sinh hồ thì trong mùa lạnh này nếu mà anh em cho ăn ít thì vệ sinh từ 3 đến 4 bữa anh em nên vệ sinh một lần nha. Còn anh em nào mà thúc cá giống như mình á, hồ nước nó đục nó dơ liên tục á, thì bắt buộc á chúng ta phải thay nước ngày 1 hoặc lâu nhất là 2 ngày nha anh em,
chứ anh em để lâu mà anh em cứ bỏ thức ăn vô, mà anh em không có vệ sinh hồ, anh em không có chăm sóc cá thì cá nó sẽ rất là dễ bị bệnh trong mùa lạnh này. Mùa nắng thì cái con vi khuẩn nấm á, nó sẽ phát triển rất là chậm và nó phát triển rất là ít, nhưng mùa lạnh này á, thì nó phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Anh em làm không kỹ á, thì cá nó sẽ bị nấm và nó chết nha. Rồi, cái kinh nghiệm chia sẻ nuôi cá mùa lạnh thì mình của mình thì nó cũng như vậy thôi nè, nó đơn giản thôi. Còn những anh em nào ở miền Bắc á, thì nên đem cá vô phòng hay là đem cá vô nhà đó mình nuôi để tránh gió lùa thôi, tại vì ngoài miền Bắc nhiệt độ nó rất là lạnh, nó lạnh dã man luôn. Anh em cũng hay nhắn tin hỏi mình, anh em những anh em mua cá bên mình à, vừa mua cá bên mình ở miền Bắc thì anh em hỏi mình là có cần dùng sưởi cho con cá bể màu hay không. Thì sưởi nếu mà anh em có điều kiện á, nếu mà anh em có điều kiện thì anh em hãy dùng những cái loại sưởi tốt. Còn dùng sưởi dỏm anh em, sưởi dỏm thì thôi chúng ta không nên dùng nha. Tại vì mình thấy có những trường hợp cái sưởi dỏm anh em nó bị chạm anh em, có nhiều cái nó bị rỉ điện ra ngoài và nó giật điện cá chết hết trơn. Với lại cái thứ hai nữa là nó bị chạm, nó tự tăng nhiệt độ lên, nước nó ấm nó nóng lên luôn, cái cá thành cá lục hết trơn. Về những cây sưởi đó thì mình cảm thấy có cũng được mà không có cũng được nha anh em. Chúng ta chỉ cần là che chắn hồ cá lại, đừng có để xương nó xuống, gió nó lùa, con cá nó bị lạnh nhanh quá thì nó sẽ bị sốc nhiệt và nó chết thôi. Chứ còn ở Việt Nam mình á, thời tiết này nuôi cá vẫn, ở miền Bắc nuôi cá nó vẫn ok thôi chứ không có gì hết. Nó hơi khó hơn miền Trung và miền Nam một xíu, nhưng mà nuôi vẫn bình thường. Chứ anh em thấy những nước như ở bên Mỹ nè, mình thấy có những bạn Việt, người Việt nhưng mà ở bên Mỹ, ở bên Nhật, xương tiết bên đó nó xuống các kiểu, nhưng mà cá bể màu người ta vẫn nuôi được, nó vẫn sống bình thường thôi, con cá nó sẽ tự thích nghi. Nhưng cái quan trọng á là chúng ta phải cho nó thích nghi từ từ, chứ anh em mà cho nó thích nghi nhanh quá thì nó sốc, nó chết. Đó, đây là cái bầy full red bidet của mình nè, bầy tơ mà đang form đây, màu chưa lên hết. Anh em nhìn cái body dưới cái vây nó đã không, đuôi nè, bạn đuôi nè, body rất là lực luôn nha anh em. Lên đây mình nuôi cái chế độ rất là kinh khủng. Đối với những cái con cá mà form này nuôi cực kỳ tốn thời gian và tốn tiền nữa anh em. Đó, nó ăn là muốn dỡ nhà luôn, tại vì mình phải cho nó ăn liên tục. Con cá mà nó qua 2 tháng tuổi rồi, anh em có thúc cỡ nào đi nữa thì nó cũng phát triển chậm và nó phát triển từ từ, nó lên được có chút xíu à. Nhưng mà dưới 2 tháng tuổi anh em thúc nó thì cá nó sẽ lên, nó bung rất là nhanh. Đó, đối với những dòng khác thì chúng ta nuôi bình thường cũng được, nhưng mà đối với những dòng BDS này á, chúng ta bắt buộc phải thúc nó, BDS Hormone hay là Bitteo. Đó, chúng ta bắt buộc phải thúc nó. Tại vì sao? Vì khi mà con cá nó đạt cái độ tuổi khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng á, thì cái bản vây và cái bản đuôi của nó rất là to, rất là dày, nó sẽ nặng, nó đè cá xuống, cá nó bơi không nổi, nó ghì cá xuống. Nên là cái độ tuổi mà dưới 2 tháng thì bắt buộc chúng ta phải thúc size nó lên để sau này nó mới gánh được cái bộ vây và cái bộ đuôi của con cá. Mình kiếm cái hồ này quay cho anh em xem. Thôi ngồi tiếp cái hồ này đi ha. Cái hồ này thì nó tuổi cá này nó đủ màu nè, còn mấy hồ kia á nó chưa lên màu nữa. Đó, đối với những cái kinh nghiệm mà nuôi dòng BDS thì mình nuôi như thế này nha anh em. Và nó khi mà nó ăn nhiều á, nó ị nhiều kinh khủng luôn. Vệ sinh rất là cực. Đó, kéo ống đi hút cặn, hút một ngày hút, hai ngày hút. Đó, mình không dám để qua ngày thứ ba, để qua ngày thứ ba là nó đục ngầu luôn. Nó đục như là nước sông vậy đó. Tại vì sao? Mình thúc, mình có trùng chảy nên anh em, nó ăn trùng chảy, nó ăn liên tục. Nó đói là nó lại nó ăn, đói là lại ăn. Và cái ăn là ị đục ngầu luôn. Đó, đối với những dòng cá mà đang form như thế này thì rất là tốn thời gian và rất là tốn tiền. 1 kg trùng là 200.000, bây giờ nó đã giảm rồi, 1 kg trùng 200.000. Nhưng mà nó ăn mình cảm thấy cũng rác dã man luôn anh em. Thì đối với những anh em miền Trung thì 200.000 là rẻ nha. Còn những anh em ở miền Nam thì 1 kg trùng nó dao động là khoảng 100 đến 150. Hôm bữa mình có hỏi những anh em nuôi cá trong đó rồi. Người ta nuôi trong đó 100 đến 150 mà cá nó ăn người ta còn quát nữa, nói gì anh em miền Trung mình. Đó, anh em miền Trung mình cũng rất là thiệt thòi vì không có được cái nguồn trùng chỉ này. Mình hy vọng là ở miền Trung mình sẽ có anh em nào mở trại trùng chỉ thì mình sẽ được mềm xíu nha. Chứ còn bây giờ là nhập trùng từ trong Sài Gòn về, gửi máy bay mà phí ship nó cao. Những người bán trùng thì người ta cũng không có lời lãi bao nhiêu đâu nè.
xui rủi, trùng nó chết, trùng nó yếu, người ta ôm hết nguyên lô. Cái cảnh đó thì mình cũng đã từng thấy mà mình cũng đã từng trải rồi nha. Đó, khi trước mình nhập 2 ký trùng về, nó chết dần, mới nhập rửa xong vô là nó chết dần, trở tay không kịp luôn. Và nuôi cá thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro thôi, phải có trùng hay là phải có thức ăn tươi thì con cá nó mới bung, nó mới phát triển tốt được. Chứ còn anh em cho ăn cám không thì những cái cặp cá xịn anh em mua 300-400 ngàn về, anh em cứ cho nó ăn cám dần, anh em cho nó ăn cám rồi tới đời con nó đẻ ra anh em cũng cho nó ăn phun cám, thì mình đảm bảo với anh em đó là cái đời con nó lên tỷ lệ cá đẹp rất là thấp, rất là ít, chỉ có một vài con cá bể màu đẹp ở trong hồ đó thôi. Đó, tại vì đối với những dòng cá xịn đó thì nó phải được ăn đầu tư nhiều, nó mới bung người nó ra, bung sai, bung vây, bung bản đuôi đó. Còn anh em cho nó ăn cám thì con cá nó sẽ càng ngày nó càng teo lại, nó beo lại, nó không phát triển nữa, thì nó sẽ thành cá chợ nha anh em. Đối với những dòng cá đẹp nè, thì có những anh em nuôi chưa cứng tay, anh em mua cá đẹp về, anh em nuôi nó tệ quá, cá nó không lên, thì anh em lại trách người bán cho anh em cặp cá không đúng bộ, không đúng gen này nọ, hay bán cá đẻo. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi anh em. Nếu mà anh em mua chỗ uy tín rồi á thì không có cái chuyện mà người ta bán cho anh em cá không cùng bộ gen đâu. Mà anh em nuôi không lên được á thì anh em phải coi lại cái tay nuôi của mình như thế nào, mình chăm sóc cá nó có được tốt hay không. Ở những lúc anh em bận, anh em cho cá nó ăn ngày hai lần thì làm sao con cá nó bung, nó phát triển đẹp được, nhưng mà con cá người ta bán cho anh em được, đúng không? Anh em phải cho nó ăn đều, anh em phải thay nước, anh em phải hút cặn ở trong hồ vi sinh như thế nào đó, chất lượng nước như thế nào, môi trường sống, ánh sáng, rất là nhiều cái yếu tố để mà làm ra được con cá đẹp. Nhưng mà anh em không đáp ứng đủ những cái yếu tố đó là anh em nuôi không ra thôi. Anh em thấy có ai nuôi cá đẹp mà nuôi phun cám bao giờ đâu? Nhiều anh em hỏi mình đó là anh ơi, cá mình nuôi phun cám từ nhỏ đến lớn được không? Thì mình vẫn trả lời ok, vẫn được đó em. Nhưng mà em nuôi cá học sinh thôi, cá chợ thôi, chứ còn cá đẹp mà em nuôi phun cám thì không có cái cám nào mà qua thức ăn tươi được hết á. Chắc chắn một điều đó luôn nha. Ok, bây giờ mình sau video này mình nói dài dữ trời. Ngồi vô cái hồ cá này cái ngồi nói hoài luôn. Rồi. Mình qua mình khoe với anh em nè. Gôn này nó đẻ tè le hồ me luôn anh em ơi. Mới bữa trước có 3 khay thôi, 1 2 3 3 khay. Cái nó đẻ tiếp cho mình 4 khay lận. Đó, đây gôn con quá trời luôn nha anh em. Đó, bay hai bài này thì mình mới vớt cách bay 2 bữa nè. Thì bây giờ nó lại đẻ tiếp. Nó đẻ mà xỉu luôn anh em ơi. Đó, nhờ những cái lồng đẻ này chứ mình bận lắm, mình làm sao canh hết được số cá trong cái lồng này đâu. Đó, cái con nó ở trong đó quá trời luôn. Đây nữa nè, anh em thấy không? Ba hồ giống thôi, nó đẻ quá trời quá đất. Thì con này mình cho ghép hơi bị trễ nha anh em, hơi bị trễ. Bây giờ gần Tết rồi mà giờ nó mới cá con thì mai mốt sao kịp Tết đây. Đây cá con trong này, để mình sẽ đưa gần điện thoại vô cho anh em xem nha. Lùng qua mấy cái ống nước này nè, đó. Anh em thấy cá con không? Trên vàng hồ này thì mình sử dụng lết dây nè, nó chớp nó giật như đi ba luôn á. Nó lết dây này nó đủ sáng thôi nha, đủ sáng. Nhưng mà khi quay video thì trên cái lết dây rất là tệ. Đó, gôn thì mình hết rồi anh em, mình mấy hồ trống hết trơn nè, mình bán hết trơn rồi. Còn được cái bầy này tơ đang lên đây thì để bữa nữa có anh em nào cần thì mình chia cho anh em. Tại vì mình bên khu trại mới này thì mình chú tâm vô những cái dòng cá xịn thôi, những cái dòng mà vây đuôi BDS, Hormone là Big Tail. Đó, mình cũng đang nghiên cứu làm thêm cái dòng HB Retro nè. Dòng HB Retro đó thì nó khó hơn cái rồng đỏ BDS Hormone này nữa. Tại vì dòng đó nếu mà chúng ta nuôi mà không đều tai á, nó tụt ghê, nó xuống thành cá chợ nhanh lắm. Đó. Nên là mình muốn thử sức với cái dòng đó nha. Dòng đó mình tính nhập thì bữa mình hỏi đâu triệu mấy anh em. Dòng đó đắt dã man luôn. Tại vì rất là khó để nuôi ra được con cá đẹp. Nó đẻ ra thành vây xám này nọ nữa. Vây xám thì nó vẫn lên cá đẹp thôi, vẫn ra con cá đẹp bình thường. Nhưng mà mình HB Red thì mình muốn cho nó thành cái màu đỏ. Chữ Red thì mình muốn nó màu đỏ. Nó màu đỏ thì nó sẽ đẹp hơn thôi, nên là giá nó cao. Ok, bây giờ mình sẽ đi hút cặn nha. Đi hút cặn mình quay cho anh em xem. Đây, để mình ra này mình review cho anh em xem cái đồ hút cặn của mình ngoài này nè. Đây là cái lý do mà tại sao hồ thùng xốp mình để sát dưới đất mà mình hút cặn nó khỏe, nó nhanh, nó đi vào màu. Đó, anh em hay thắc mắc thì mình giải thích cho anh em đây. Cái nền trại của mình nó rất là cao, xuống dưới này thì phải bước mấy bậc
mới bật cầu thang mới xuống được nha. Đó, ngoài sau vườn nhà mình thì nay nó đã rút hết nước rồi nè, và cái bèo nó đang chết dần nè anh em. Mình trông nó chết nhanh nhanh chứ còn bèo này nó phát triển lên nhanh ghê quá. Đợt rồi mình vớt bo bo đã giả mang luôn, nhưng mà tại vì mấy cái bèo tắm này nó lên đó anh em, nó lên thì nó chiếm hết trơn những cái diện tích của cái mặt nước, làm cho bo bo nó không có thấy ánh sáng, nó không có thở được, nó không có tụ lại được anh em, rồi nó chết. Rồi đây là cái bộ đồ nghề mà để mình hút cặn nha anh em. Đó, mình sẽ sử dụng một cái thao mình kê cái cây lên, cái sắt lên đây, và mình để cái vợt vô đây nè. Mình hút, nếu mà có lọt cá ra ngoài này á thì cá nó sẽ không có bị trôi ra ngoài và nó chết nha. Thì trong cái ống nước này, trong cái ống nước hút cạn này, nó có sẵn nước trong này rồi. Mình đã đựng sẵn nước trong đây để mà đỡ cái tốn thời gian mình mồi anh em. Mình mồi vô vừa tốn nước vừa tốn thời gian nữa. Thì đây là cái cách mà mình giữ nước lại. Mình sử dụng một cái chụp. Đây là cái ống nước, ống nhựa 21 nha. Và mình sử dụng một cái đoạn ống nhựa cứng 21 nè. Đó, mình sử dụng cái chụp 21 mình chụp lại. Kêu tính xuống dưới kia để mua cái van đó anh em, vặn cho nó dễ, chứ cái chụp này thì nó hơi khó. Để mình xíu, đợi mình xíu mình mở cái chụp đây nha. Mình đã mở cái chụp này ra xong rồi nha anh em, bữa mình gài nó hơi chặt xíu. Đó, giờ thì mình sẽ vô trong kia, mình mở một cái chụp nhỏ trong kia mình tự chế này. Mình chế cái chụp nhỏ trong kia mình giữ nước. Giờ mình chỉ cần vô anh đó, mình mở cái chụp đó ra và mình cắm cống nước xuống dưới cái thùng xốp, hay là cắm lên ổ kính, thì nước nó sẽ tự chảy ra thôi. Thì anh em thông cảm giúp mình nha. Mấy nay thời tiết nó thay đổi á, nên là mình bị cảm nhẹ rồi. Mình ho anh em. Bình thường thì nó không ho, nhưng mà khi quay á, nó ngứa cổ thì bắt đầu nó sẽ ho. Đó, nên là khi mà anh em nghe xem video có tiếng ho thì anh em thông cảm giúp mình. Mình cũng không muốn là nó có những cái tạp âm vô trong cái video mình đâu. Nó không phải là mất lịch sự nha anh em, nhưng mà nó ho nó tới tấp vậy, không thể mà nào mà né được. Đây là cái ống nước trong của mình. Mình sử dụng cái ống trong để mà mình hút cá ra. Lỡ có hút cá trôi ra thì mình sẽ thấy nó dễ hơn nha. Rồi, để mang qua bên này để mà ngồi rồi quay cho anh em xem. Đợi xíu mình lấy cái gimbal mình quay dàn thùng xốp với quay dàn hồ kính, mình ngồi mình hút cặn cho anh em xem nha. À, để mình nổi luôn cái ống nước này cái đã chứ. Thì vừa rồi mình làm mỗi hồ một cái van nước như thế này, có những anh em nói mình là tiết kiệm, nên làm tiết kiệm thì khoảng là 3 đến 5 hồ á, chúng ta sẽ kéo một cái dây và làm cái van nước. Thì một cái đoạn dây đó sẽ sử dụng cho từ 3 đến 5 hồ, như vậy nó sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng mà tiết kiệm tiền không bằng tiết kiệm thời gian nha anh em. Thời gian nó giúp mình làm ra được rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta làm kéo cái ống nước đi vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian. Mỗi hồ một cái van này thì tí nữa mình sẽ hút cặn và mình làm cho anh em xem cái quá trình của mình. Từ khi mà mình lắp cái van nước in này vô mỗi hồ thì cái khoảng thời gian mà mình đi vệ sinh hồ cá, mình châm nước vô lại, nó giảm đáng kể. Nó giảm được khoảng 30% nha anh em. Nó giảm được khoảng 30%, tức là có nghĩa mình thay nước hút cặn, mình làm nhanh hơn mọi khi 30%. Rồi ok, giờ thì sẽ xin mời tất cả các anh em xem mình làm như thế nào nha. Rồi, đây là cái nguyên cái combo hút cặn của mình anh em. Mình có gắn cái thanh thép này vô đây. Đó, mình dán băng keo để mà mình dìu cái ống này đi anh em, mình không thể nhúng cái tay mình xuống nước nha. Đó. Rồi, đây là cái chụp tự chế của mình. Giờ thì mình sẽ mở cái chụp này ra và mình hút cặn, mình quay cho anh em xem nha. Đó, nước nó hút rất là mạnh luôn nè, bởi vì cái nền cặn nó cao đó nè. Sẽ hút cái hồ dế này nha. Trên hồ kính này thì chúng ta sẽ vệ sinh hồ nó nhanh hơn dưới thùng xốp nha anh em, tại vì cái nền hồ kính nó trơn á. Nó trơn thì mình sẽ đưa cái mình rà cái ống hút cặn này nè, nó nhanh hơn nha. Đó, và sau khi mà hút cặn sau một hồ á thì mình sẽ lấy cái tay nè, dạt cái van này ra, nước nó chảy xuống. Và cứ như thế thôi đi hút cái hồ tiếp theo nha anh em. Đây, cái hồ tiếp theo. Thì vừa hút vừa canh nước ở bên kia.
mình khi nó đã đầy rồi chưa, nếu mà nó đầy rồi thì chúng ta sẽ gạt nước lại nha. Đó, bỏ tiếp cho con này nè. Thì những hồ trống nuôi đáy này nó ăn khá là ít nên là nó ị ít nè, những hồ mái nó ăn sẽ nhiều hơn nha, nước nó độc hơn rất là nhiều luôn. Ok, mình quay sơ lược cho anh em xem thôi nha. Chứ còn quay lâu quá thì cái điện thoại nó không đủ dung lượng đâu anh em. Đây là những cái hồ kính mà mình vừa hút cặn nè anh em thấy nền, cái nền đáy nó sạch không? Rất là nhanh luôn, thao tác này làm rất là nhanh luôn nha anh em. Đó, anh em nào có điều kiện thì có thể là bắt thêm cái van in như mình để mà làm. Thì khi mà hút cặn trên hồ kính hay là hút cặn dưới thùng xốp á, thì cái thao tác nó cũng đều như nhau thôi anh em. Cũng hút xong cái mình xả cái van nước của cái hồ này ra, mình qua đây mình hút, hút xong cái mình sẽ dừng cái bên này lại. Cái bên này nó đã hút hết cặn ra thì cái gạt van ra và cứ làm như thế liên tục như thế, kéo hết những cái dàn hồ cá của mình nha. Đó, nền đáy rất là sạch luôn nè, không có miếng phân nào luôn, mình rà nhanh lắm. Đó, cái hồ trống này hồi nãy mình quay cho anh em xem thấy nó có phân rất là nhiều, thì giờ mình hút sơ qua cái là đã sạch phân rồi nè. Rồi, những cái hồ này thì mình chưa hút nha, giờ mình sẽ tranh thủ để mà mình dọn hồ cá, tại vì mấy bữa nay chưa có dọn được. Mình dự định là ngày hôm nay sẽ dọn nè, tại vì ngày mai mình có mấy đơn cá nhiều anh em. Đóng sẽ lựa cá, đóng cá rồi chuyển cá đi sẽ rất là tốn thời gian. Ngày mai mình định là ngày mai sẽ quay video, nhưng mà cá đó khách đã chốt đơn ngày hôm nay rồi, nên là hôm nay mình sẽ cố gắng quay cái video này mà mình gửi đến cho tất cả các anh em xem trước cái đã. Và ngày mai mình sẽ đi làm việc, ngày mai mình chưa có ra video được nha. Đó, thì bên những cái thùng xốp này chúng ta cũng làm tương tự thôi nha anh em. Đó, nó tương tự như vậy thôi nên là mình không quay bên thùng xốp nha. Đó, hồ nào cũng có va nước hết. Mấy cái lọc này chạy mạnh cỡ này biểu sao nước nó không trong đúng không anh em. Dưới thùng xốp thì mình cho cá nó ăn theo chế độ bình thường, còn trên hồ kính thì mình thúc sai nó anh em, mình phôn cái body nó mà thúc sai nó lên, nó ăn cho nó ăn nhiều lắm, nước nó dơ cực kỳ luôn. Ở đây là những cái hồ giống của mình nha. Đó, hồ rồng giống của mình nè, mình cũng thả lồng như vậy hết. Thì con nào bầu to quá thì mình sẽ tách nó ra, mình cho nó đẻ bên ngoài thôi. Còn nếu mà mình bận quá mình không có tách được thì nó sẽ tự đẻ tập thể ở trong cái lồng này luôn nha. Thì các con nó sẽ lọt ra ngoài và mình vớt các con đi, giống như là khi nãy mình quay cho anh em xem trên cái dàn fungal gì đó. Video đến đây nó cũng khá là dài rồi nên là mình xin phép kết thúc video ở đây để mà đi dọn tất cả những cái hồ cá ở trong cái khu trại mới của mình. Ngày mai mốt mình đóng cá xong mình rảnh, chắc bữa kia hoặc là ngày hôm sau nữa mình rảnh á, mình sẽ quay cho anh em xem tất cả những cái dòng cá mà mình đang nuôi cũng như là đang bán chân trên hồ kính cho anh em xem nha. Hai khu luôn, mình có hai khu, một khu bên này á, khu bên này là để mình nuôi cá giống, nuôi cá xịn, còn khu bên kia thì do mẹ mình quản lý, thì mẹ mình nuôi bên đó là nuôi cá học sinh nha anh em. Cá bên đó tầm khoảng 30.000 cặp chứ mấy, nó rất là rẻ. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video sau nha. Anh em nào có cần cá, cần phụ kiện đó, như là lọc elip hay là lồng đẻ nè, là thức ăn cho cá bể màu, cám thái, hạt cam gì đó, thì thuốc trị bệnh như là nấm hoặc là bị lắc thì chúng ta sẽ dùng antibio. Anh em cần cái loại nào thì có thể là
liên hệ mình để mình tư vấn cho anh em và mình gửi hàng cho anh em nha. Rất là cảm ơn tất cả các anh em đã luôn ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ trại cá bể màu của mình trong thời gian vừa qua. Đó, năm nay thì nó dịch quá, đại dịch luôn, không có dư giả gì được nhiều hết. Mình làm được bao nhiêu tiền thì mình cũng đầu tư vô cái trại cá bể màu của mình hết, tại vì mình muốn nó luôn được phát triển đó, chứ nuôi thùng xốp hoài á thì nó sẽ rất là tốn diện tích và mình không có quay cá cho anh em xem nó cận cảnh được, cũng như là mình không quan sát được con cá bể màu nó phát triển như thế nào và mình có cần thay đổi cái cách nuôi của mình như thế nào hay không. Đó, từ khi mà lên dàn hồ kính thì mình cảm thấy nó rất là ok luôn. Mình sẽ cố gắng để mà làm kiếm tiền, rồi mình sẽ thay thế những cái dàn thùng xốp này là những cái dàn hồ kính nha anh em. Rồi, thôi có gì hẹn anh em ở những video sau nha. Video sau mình sẽ quay cho anh em xem dài hơn. Đó, mình sẽ quay tổng hợp đó, mình đi quanh hết tất cả những cái chỗ mà mình nuôi cá, mình quay cho anh em xem luôn. Rồi, tạm biệt tất cả các anh em nha. Bye bye.